Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em xin gửi đến một các bác một mẫu xe địa hình với mức giá 7,9 triệu và được trang bị một bộ khung bằng carbon. Một chiếc xe mang thương hiệu Sava của Đức, mang model SV550, trang bị bộ chuyển động Shimano Atus, phanh dầu đĩa. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe carbon, nước sơn thì là nước sơn nguyên bản. Chiếc xe này còn khá là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cũng như là xe bãi không thể tránh khỏi. Còn tổng thể nhìn chiếc xe thì còn rất là mới đẹp. Phanh dầu Shimano, tay bấm Atus. Đồ đạc vẫn là nguyên bản. Nguyên bản của Sava. Máy ơ bi vòng, đùi đĩa DOG trục rỗng, bộ chuyển động Atus, bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 57 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác khoảng từ 1m57-58 đến khoảng 1m7 như chiếc xe là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà. Vòng khối lỗ, giá bán của chiếc xe thì chỉ có 7,9 triệu. 7,9 triệu mà các bác được một chiếc xe mang bộ khung bằng carbon và đồ đạc chính hãng thì giá là rất là hợp lý. Mà có các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.